Trưa ngày 29 tháng 4, sau khi gặp gỡ người nghèo và người tị nạn, Đức Thánh Cha đã đi đến nhà thờ công giáo Hy Lạp, sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa, để thăm Cộng đoàn Công giáo Hy Lạp ở đây. Ngày 8 tháng 1 năm 1905, Đức Huy Ferencolis Vasari, Tổng giáo mục của Estegom và Giáo chủ Hungary đã thành lập Giáo sứ Công giáo Hy Lạp của Budapest, Cộng đoàn thuộc Tổng giáo phận Haidudorov, từ năm 1980, giáo phận này dành cho tín hữu Công giáo nghi lễ tin trên toàn nước Hungary. Phụ trách tổng giáo phận là Đức Cha Fulop Gócsik, thuộc cộng đoàn Dantu Damos. Giáo hội Công giáo Hy Lạp đã được Đức Thánh Cha Francisco tái tổ chức vào tháng 3 năm 2015 và nâng thành giáo hội tự quản, hoàn toàn độc lập với giáo hội Công giáo Latin về quyền tài phán. Đến nhà thờ sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha được Đức Tổng giáo mục Kosis đón tiếp và trong lời chào đón Đức Thánh Cha, Đức Cha nói rằng, nhờ Thánh Doan Paulo II, tín hữu Công giáo Hy Lạp hiểu rằng, Giáo hội Chúa Kitô thở bằng hai lá phổi, đó là tinh thần của phương Đông và tinh thần của phương Tây cùng nhau làm cho thân thể màu nhiệm của Chúa Kitô sống động. Hình ảnh này được thể hiện qua hình ảnh hai nhà thờ Thánh Elizabeth của Công giáo Latin và sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa của Công giáo Hy Lạp ở bên cạnh nhau tại quảng trường Hoa Hồng. Tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Hungary cũng nhắc lại rằng các vị tử đạo đã chết vì trung thành với Giáo hội Công giáo dưới bạo lực của Cộng sản. Ngài nói, Do đó, không ai có thể nghi ngờ rằng, trong khi cố gắng trung thành với cội nguồn đông phương của mình, Chúng con không muốn tách mình ra, nhưng muốn trở thành cầu nối giữa hai giáo hội. Vì theo một nghĩa nào đó, chúng con thuộc về cả hai. Đức cha khẳng định, với chuyến thăm của Đức Thánh cha hôm nay, chúng con có một xác nhận mạnh mẽ rằng chúng con là những thành viên bình đẳng trong gia đình Công giáo và chúng con hứa sẽ dấn thân mang đến cho mọi người một thông điệp về sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Sau đó, Đức Tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp xin Đức Thánh cha cùng cầu nguyện với cộng đoàn và hát kinh cầu bình an theo nghi thức Byzantine. Đức Thánh Cha cũng đã hát câu đáp bằng tiếng Hungary, Uram Igamas, nghĩa là xin Chúa thương xót chúng con. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người hiện diện.